Hello, xin chào tất cả các bạn, nó quay trở lại với kênh của Quán Hồng Lazada. Và hôm nay mình tiếp tục review một cái sản phẩm đồ công nghệ ở trên Shopee. Hôm nay mình sẽ review một cái máy cạo râu. Ok, xem sản phẩm này như thế nào nhé. Cái máy này thì mua ở trên Shopee nhá, từ shop là Donlovien ở tận Thái Nguyên. Ở đây, sản phẩm này thì giá là 109.000. Đó. Nhưng mình có được cái mã giảm giá 20k. Mua sản phẩm này chỉ có 87.000 thôi. Chi tiết về cái sản phẩm này thì đây. Nó là máy cạo râu Linke FF3188. Máy cạo râu đa năng và chống nước. Đây có cả video của shop này. Đó, quảng cáo về cái sản phẩm này. Đấy nhá, đây này. Là trên mạng của cáo này, nhưng thực tế như nào thì tí thôi, mở cái hộp này thì biết ngay. Nó cũng có 3 chức năng là cạo râu này, tỉa lông mũi, cắt tóc. Đó. Đầu này là đồ tỉa lông mũi này, đó. Đây là cạo râu cái này là 3 lưỡi này. Đó, chống nước hẳn hoi nhá. Ồ, nhiều chức năng đấy. Đây phụ kiện của nó này. Đó. Và cái sản phẩm này bán được cũng khá là nhiều. Trung bình giá của nó thì rơi vào tầm khoảng 140-150 nhá. Shop này mình thấy bán rẻ nhất ở Shopee luôn, mình mua quất luôn. Cứ shop là rẻ một quất. Mỗi tội phí ship của nó thì ship về Hà Nội, mình ở Hà Nội thì nó sẽ đắt hơn chút. Đó. Rồi, sản phẩm đây. Một máy nhưng mà nó sẽ có 3 đầu này. Đầu cạo mũi này, đầu cạo râu 3 lưỡi này, đầu cắt tóc này. Phụ kiện chúng ta sẽ có những cái này. Thế mà nhìn còn được tặng kèm là cả 3 cái lưỡi xui cua nữa. Đó. Và máy cả chống cả nước rồi. Nhiều ấy. Thời gian sử dụng pin lên lới là 30 ngày. Vậy cứ sạc 2 tiếng dùng 30 ngày. Đây, và tặng kèm cả cái bộ lưỡi dao này. Đó. Sản phẩm khá là nhỏ gọn. Giá thì đấy nhá. Mình cho xem trực tiếp giá này. Giá vẫn đang là 109.000. Và sản phẩm này bán được khá chạy, 3580 sản phẩm. Đó, từ Thái Nguyên, shop là Donlovien. Đây, thông tin này, chất liệu này, hợp kim và ABS. Có thể sạc 4 giờ dùng được 60 phút, tương đương với 30 lần cạo. Nếu ngày cạo, nên nó có thông số rất hay, ngày cạo 2 lần thì 2 tháng phải sạc, phải cứ vậy. Cấu trúc thì là lưỡi kép 4D. Lưỡi kép đồng bộ bằng hợp kim không gì. Đặc biệt là tự động mài lưỡi dao, tức là không còn sợ cùn và không phải thay lưỡi. Không phải thay lưỡi thì cho bạn cho cái lưỡi dự phòng để làm cái gì? Đầu cạo 360 độ. Đó. Chống nước IPX như của iPhone ấy. Khóa an toàn, led báo sạc. Được thiết kế tặng kèm là đầu tỉa lông tông đơ. Sản phẩm thì cũng có máy cạo đầu cạo, 2 dây sạc 2 chân, 1 nắp dầu cạo, 1 chổi vệ sinh full box và tặng kèm 1 bộ 3 lưỡi. Đó. Ngoài ra thì dưới này shop cái này cũng nhiều vậy, còn hướng dẫn sử dụng này. Di chuyển phần đầu cạo râu nhanh và sát theo da theo vòng tròn. Để mang lại cạo thì phải cạo râu thường xuyên. Cách vệ sinh là rửa vào bên trong phần chứa bằng nước. Các bài hàng bị lỗi cũng ghi khách hàng một lựa chọn shop để đánh giá. Ok. Đây, sản phẩm rất ok. Ok. Bây giờ trên app còn thực tế như nào thì chúng ta sẽ mở hộp nhá. Rồi. Đóng gói khá đẹp. Mình kết cái shop này, đóng gói tốt. Đóng gói bọc này là ngon đấy. Nhiều shop đóng gói ổn lắm. Giá 87.000 nhá, 109.000 này. Mình được hoàn 20 ca su nữa, áp mấy cái giá mà giảm giá nữa thì còn xuống khoảng 88.000 thôi. Đây, từ shop công nghệ VN gì đấy, Dolo ở Thái Nguyên. Đó, máy cạo râu Linke FF318. Cạo râu đa năng chống nước, bảo hành 12 tháng. Hộp này rất nhẹ anh ạ, máy thì khá là nhẹ thôi. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra bên trong có gì. Nói chung là thì trước đây thì mình đã mua một cái máy tông đơ cắt tóc rồi. Thực ra dùng cái tông đơ cắt tóc thì cạo râu thì cũng cạo được. Nhưng nay mình quyết định mua thêm một cái máy cũng rẻ, có 80.000 giá bao nhiêu. Thực ra mình định mua một cái máy tầm mấy trăm đấy, nhưng mà sau khi search thấy shop bán rẻ quá lại mua. Trong này bọc cả shop nữa này. Shop đóng cẩn thận quá anh ạ. Không nhận shop rồi, đóng gói quá cẩn thận luôn. Lại băng rơ dính nữa này.
rất cẩn thận đây em. Giá cũng rẻ nhất Shopee luôn. Đóng cẩn thận, uy tín. Rồi. Ủa. Không nhận đóng gói, ông đóng cẩn thận quá. Dán kỹ thật đấy. Kiểu đã có hộp rồi, nhiều người bọc cả chúng cái này để chống sốc nha. Chưa ra được. Đây cái máy đây, Linke. Đây hộp sản phẩm đây, máy Linke. Hình thì y hệt như ở trên video FF3188, tàn tị Trung Quốc thôi, 3001. Đa chức năng này, đầu này đầu cạo râu này, đầu cắt tóc này, shaver này, hair clipper, cái này để cắt tóc, cái này để nose trimmer, cái này để cạo râu nha. Hộp tàn tiếng Trung Quốc thôi. Cũng có thông số này. Con này sử dụng điện là 220. Đây, công suất chỉ có 3W thôi. 3W công suất của nó khá đấy. Khá thấp nhỉ. Con này có 3W, đây có cả mã vạch để cài app này. Nói chung là hàng này nhìn có vẻ nó đóng gói, nhìn cái kiện này của nó nhìn có vẻ chất anh ạ. Không phải đến nỗi sida đâu. Được rồi. Đầu đây anh ạ. Hộp thì giống cái hộp mà tâm đơ của mình yên luôn. Không nào dỗ làm bung thử bên trong. Đây FF3188 này. Tàn chứng gì đấy FF3188 này. Đây FF3188 có cả sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung của. Nào xem máy này có những cái gì. Chúng ta sẽ có. Rồi chúng ta sẽ có là cái kia này bỏ qua này. Phần máy đây. Thân máy có cả nắp bảo vệ này, có cả nắp nhựa bảo vệ này, xịn phết. Máy cầm thì theo cảm giác của mình máy cầm khá là nhẹ, cảm giác như cầm một cái remote điều khiển vũ tuyến vậy, khá là nhẹ. Đây cũng có vân chống trơn này. Ở trên này thì cũng có là model F188 này, charger sạc là 8 tiếng, 3W. Đầu sạc của nó thì là hai chấu giống đầu cái của tông đơ nhá. Rồi công tắc đây. Vậy pin của nó thì ở sẵn trong này và chúng ta không tháo được pin nhá, pin ở trong máy luôn, không tháo được. Có vẻ kêu khá là khỏe. Đây Linke F188. Ở đây nó có một công tắc gì đây, làm gì có công tắc led nhỉ. Mình thấy nó có một cái nút nhựa ở đây, mình không hiểu lắm để làm gì. Đấy. Đây, cái mặt lưỡi cạo đây. Mặt lưỡi cạo hình tròn như thế này nhá. Đó, hình lưỡi tròn. Chưa biết tháo ra kiểu gì luôn anh em. Xem phụ kiện trước đã. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đầu. Đầu này đầu tỉa lông mũi này. Đấy, đầu tỉa lông mũi nhá. Rồi, cái này như tháo ra được rồi. Đó. Cái này tháo ra được của vệ sinh, nhưng cái này chúng ta sẽ tháo ra được. Chúng ta sẽ có một cái đầu cắt tóc, đầu cạo, có cả vân cá này, nhìn cũng được phết chứ. Khớp thì tàn bằng nhựa thôi. Đó, cái lưỡi của nó đây. Rồi phụ kiện thì chúng ta sẽ có là một cái dây đôi hai chân như này, giống kiểu dây đài ngày xưa. Dây điện thì khá là mỏng. Và chúng ta sẽ có là một cái chổi để vệ sinh lông. Nói chung tông đơ nó cũng cho chúng ta cái này. Và thì hộp đi kèm chúng ta sẽ được ba cái lưỡi sơ cua. Ba cái lưỡi ứng với ba cái đầu này. Ba lưỡi nha. Thế mà đầu siêu bền tự mài cơ mà. Đây. Cái đầu lưỡi đó đây. Khó nét quá nhỉ. Đây. Đầu lưỡi đây nha. Đó. Nó có 6 cánh nha các bạn. 6 cánh. Như nhau thôi. Đều 6 cánh ấy. Mình còn chưa biết tháo này ra kiểu gì cơ. Đây. Như vậy cũng cho chúng ta một cái lưới backup này. Cái này thì họ shop họ bán cả cái này nhá. Vì trường hợp mình bị mạ những kiểu ông nào râu cứng quá cắt bay cả lưỡi thì họ bán cả cái này. Như 30.000 một bộ này sao 10.000 cái này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thế nào.
Zoom chứ đây, cho dâu vào đây. Tỉa này. Đó. Tháo này ra xem nào. Không có công tắc, ấn vào đây à? Không phải ấn đây. À, rút. Rút nó ra thôi. Ở đây nó có cái G này. Cái này nó có cái G ở trên này. Có một cái rãnh này này. Đây nó có một cái G nữa này. Đó. Thì cái G lồ ra nó sẽ phập vào thằng này. Đó, thằng này nó có cái G đây. Đó. Mấy cái đầu thằng này thì giống nhau thôi. Đây. Con nào cũng có một cái G ở giữa này. Để mình có thể cắm vào. Thằng này cũng thế này. Thử mình thám thử cái này cho anh em xem bên trong lưỡi chúng ta thay kiểu gì nhá. Ờ, bậy phát là gật phát nó lên thôi. Bên trong thì lưỡi đây. Đấy mình có thể ô, cái lưỡi này phải rút ra nhá. Đây này, nó rút ra này. Đó. Thay lưỡi đơn giản, vệ sinh cũng đơn giản. Anh em chỉ cần tháo này ra vệ sinh thay đấy, kiểu này. Cái này chắc ông nó dâu quặp, dâu cứng quá thì lưỡi nó vẫn mòn nhá. Rồi. Về vệ sinh lông như các kiểu mỗi lần dùng xong chúng ta ụp lại cái này. Đó. Rồi, mình thử sang cái lưỡi khác này nào. Đây, có cái rãnh này thì cắm vào đây. Đấy, ấn xuống. Và chúng ta sẽ có một cái máy gọi là tỉa lông mũi. Rồi, chờ này, cái máy tỉa lông mũi trước mình có review rồi. Đó. Như vậy nó khá là yếu, cái này lúc mới thì nó khá yếu nhá, anh em phải sạc 8 tiếng nó mới đầy nhá. Ủa, rút cái này rút hơi sợ gãy nhỉ. Rồi, đầu cắt này. Rồi, mình lắp thử cái đầu cắt tóc xem nào. Cái đầu cắt tóc này theo mình nghĩ thì thực ra nó không phải là cắt tóc đâu. Cái này để cạo những cái ông nào mà có kiểu râu quai nón ấy, thì chúng ta dùng cái này để gọi là tỉa cái râu mai ấy. Dùng xem nào. Cái này nó còn có một ít nhựa trên này. Nhìn nó hơi gia công, chi tiết nó không được sắc lắm. Mình lấy tay mình tỉa đi này. Dùng được nhé, mình test sơ thì dùng được. Rồi. Rồi cạo râu này. Bây giờ thử cạo râu nhá. Máy cạo râu thì cạo thử xem nào. Mình sẽ không dùng dao cạo râu mà chúng ta dùng thẳng này. Test thử xem nào nhá. Chưa thấy đi râu. Nhưng mà cạo cái này nó rất sướng, nó không rát như là cái cạo mà mình dùng cái lưỡi gilet ấy. Mình cạo có cảm giác rất ghê, kiểu ngớ vẩn nó mất sẹo. Nhưng mà cái này trong này nó có cái ô này này, râu nó sẽ lọt vào khe này và cái lưỡi nó sẽ cắt và nó sẽ bảo vệ da chúng ta không bao giờ bị rứt kìa. Đi đấy anh ạ, râu đi, cảm giác nó nhẵn đi. Sạch lắm. Rồi, mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất là phù hợp với anh em muốn mua để có một cái đồ nghề tút tát cho nhan sắc. Đó. Tỉa lông mũi để tránh xoang, rồi tỉa râu, tỉa tóc, cạo lông nách rất là đa năng luôn. Nói chung đầy đủ các cái tính năng. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay mình các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ review nhiều thứ hay hấp dẫn hơn. Và xin chào và gặp lại.